xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bên Chánh. Thì hôm nay Hương sẽ review đến cho quý anh chị mình một căn nhà giá siêu rẻ luôn, đã hoàn công 100% anh chị nha. Đường thông hai hướng luôn. Và cái vị trí Hương đứng là ngay chỗ ốc Đồng Tâm, là ngay gần chợ Trung Thành luôn anh chị. Cách chợ Trung Thành của mình đâu đó tầm khoảng là 300m thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dân cư ở rất là đông đúc rồi. Chứ ống kính màn hình quý anh chị mình cũng có thể quan sát. Mẫu này rất là thịnh, đây là mẫu máy hợp thịnh trong cái năm vừa qua anh chị nha. Và bên trong có nhiều điều bất ngờ hơn năm 2023 rất là nhiều anh chị. Giờ thì quý anh chị mình hãy đồng hành cùng Hương tiến vào bên trong để mình thể thám phá nha. Và giá tổng của nó chỉ có là 2.950.000.000 thôi. Xảo Hồng Riêng đã hoàn công, giá tổng 100% với một cái diện tích ngang năm dày vào tới tận 22m lận anh chị. Trước mặt mình thì sẽ cho mình là một cái vỉa hè rồi. Vỉa hè này chắc nó tầm khoảng là 3m anh chị nha. Và tiến vào trong thì cho mình cái sân rộng vô cùng. Sân này quý anh chị mình có thể đậu xe hơi thoải mái luôn nha. Và bên trong thì đơn vị Hương đã bên hàng ngang đây trồng cho quý anh chị mình một dàn cây tiểu cảnh và nhận có một cái bóng đèn led nè, nhìn rất là đẹp và bắt mắt nữa anh chị. Cổng rào mình rất là to, thường thì người ta nói hai câu là nhà cao cửa rộng ai mà không thích anh chị. Còn này giá thì nó lại rẻ nữa, nhà mới nữa, bên trong nó set up toàn bộ nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà cho quý anh chị mình luôn nha. Và tiến vào trong thì sẽ cho mình là một lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và kính cường lực dày dặn bên dày dặn vô cùng. Và bên đây thì quý anh chị mình có thể quan sát và nhìn trên chiếc ống kính ạ. Bên Hương sẽ tặng toàn bộ nội thất cao cấp cho gia đình mình và thiết kế rất là một cái phong cách rất là đẹp và trang trọng luôn nha. Và bên trong mỗi cái phòng đều có một cái bồn tắm riêng ngăn cho quý anh chị. Thì thường quý anh chị mình hay bình luận với Hương là tại sao nhà mình rộng mà mình không làm một cái nhà tắm hoặc một cái bồn tắm hoặc là ngăn vách lại nhà tắm riêng và vệ sinh riêng. Thì theo ý kiến nhu cầu của quý anh chị, Hương cũng góp ý rất là nhiều anh chủ đầu tư xây dựng, nên bây giờ từ đây trở đi là anh sẽ ra thiết kế, mẫu mã thiết kế sẽ hiện đại hơn và sẽ theo ý kiến của nhu cầu của quý anh chị mình nhiều hơn để đáp ứng cho quý anh chị mình và mua được một ngôi nhà theo giống như là theo cái cách của mình là tự thiết kế luôn anh chị. Quá đẹp anh chị ha. Giờ thì đồng hành cùng Hương ở khu vực đây, bên tường bên đó thì bên đơn vị Hương cũng gắn cho mình một bức tranh nè. Trần trên sẽ là trần thạch cao, nguyên khói dược hợp và hệ thống đèn trang trí full và đầy đủ. Ở khu vực này bên Hương sẽ làm cho mình cái giác là BBC ở ốp và mình ngăn ra ở dược hợp luôn. Ở đây thì mình có thể đựng một cái tivi bự tha hồ anh chị ha, có ổ cắm điện full và đầy đủ cho quý anh chị mình. Và tiến thẳng vào sâu bên trong nữa thì sẽ cho quý anh chị mình ở bên dách bên đây cầu thang mình bước lên. Ở khúc này không gian bếp á, thì làm không gian dược hợp trang trí. Ở đây thì quý anh chị mình có thể đựng những vật phẩm lưu niệm nè, bình rượu tay rồi ở khu vực này nha. Tặng full nội thất bộ bàn 6 ghế cho quý anh chị mình luôn đây. Đó, giá thì chỉ có 2.950 thôi, nhà mới hoàn toàn nữa, hoàn công đầy đủ pháp lý rõ ràng, sổ thì đã có sẵn, có thể cho quý anh chị mình đi công chứng trong ngày luôn nha. Có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, không gian nấu nướng sạch sẽ, ướp lát gọn gàng anh chị. Khu vực này thì vẫn làm cho mình là một cái tấm gương chiếu đây, cho mình có thể quan sát mọi thành viên trong gia đình mình khi ăn uống anh chị nha. Trần trên đây ngay bếp cũng chơi sang luôn, chơi một đèn pha lê luôn, quá đẹp, quá bắt mắt rồi anh chị. Và tiến xuống đây thì sẽ cho gia đình mình một cái phòng ở phía bên dưới nữa. Ngôi nhà này rất là gần các trung tâm quận huyện như là quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Phú Nhuận. Quý anh chị mình di chuyển về bên trong ngôi nhà này chắc tầm đâu đó khoảng là 30 phút thôi. Rất là thuận tiện nha. Đường xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà cho quý anh chị. Đường thông hai hướng luôn. Gần chợ nữa, mà đi chợ trong vòng là chỉ có 300m thôi. Tiện ích xung quanh trong vòng 100m anh chị. Và tiến ở đây thì sẽ là một cái sân sau anh chị ha. Bên đơn vị Hương sẽ đổ xuyên suốt qua làm hàng rào bao bọc kính lại hết rồi. Khu vực nhà vệ sinh thì nằm ở không gian này anh chị. Đó, thì bên Hương sẽ không có làm một cái tấm gương ngăn lại đâu, để như vậy cho quý anh chị về á, thì nếu mà gia đình mình muốn làm một cái tấm cắt vách ngăn lại không gian vệ sinh sinh hoạt ở đây và nhà tắm bên đây thì bên Hương vẫn có đội phi công hỗ trợ quý anh chị mình về cái việc một cái ngăn vách kiến luôn anh chị nha. Nó đầy đủ cho quý anh chị mình. Tại vì cũng có nhiều anh chị thích ngăn vách lại nhà vệ sinh viên và không gian tắm viên, và cũng có nhiều anh chị không chịu nên
bên đơn vị Hương sẽ để trống như vậy cho mình, để về nếu mình muốn làm thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình. Và xem đến đây rồi, quý anh chị ơi nhớ đăng ký kênh cho Hương để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ nha. Và đây sắp tới là bên Hương sẽ thiết kế và xây dựng rất là nhiều mẫu nhà luôn, rất là đẹp, nên quý anh chị mình hãy đăng ký kênh cho Hương để mình có thể là theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn. Mỗi lần mà Hương ra video mới thì quý anh chị mình là người đầu tiên cập nhật thông tin luôn ạ. Giờ thì mình di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực không gian tầng 1 để mình thẩm phá nha. Và Hương đã có mặt trên không gian tầng 1 rồi. Nhà của mình là nhà hướng Tây Nam anh chị nha. Khu vực này là sảnh chờ cho quý anh chị mình có thể làm phòng thờ, phòng sách đây ạ. Và tiến qua đây thì sẽ cho quý anh chị mình một cái view, một cái phòng đầu tiên cũng là cái view đẹp nhất và sang nhất luôn anh chị. Đây đây. Đây là khu vực không gian. Có một cái bồn tắm đó nè, riêng biệt luôn. Mở nước dặn dòi, nước nóng lạnh đầy đủ hết. Trang trí những cái chậu kiển nhìn nó rất là tay anh chị ha. Đó, những các đói, những các viên sỏi nè. Ở đây thì là một không gian tiểu cảnh giếng trời mát mẻ. Có cái ghế cho mình lắc lư nữa nè. À, quá trời sung sướng rồi anh chị. Giá gì đâu mà chỉ có 2,950 thôi là quá rẻ rồi. Hoàn công nữa. À, ở khu vực này thì nhà vệ sinh cho quý anh chị mình sinh hoạt ha. Đó, tiện lợi hết trơn, đầy đủ công năng đó, cho một ngôi nhà quá tuyệt vời. Và gần quốc lộ 1A nhất luôn anh chị đó, quốc lộ từ chợ Bình Chánh mình di chuyển vào đây thì chắc đâu đó tầm khoảng là 8 phút thôi đó. Đường xá thì rộng rãi lắm, mình di chuyển là thuận tiện. Và qua đây thì sẽ là một cái phòng cuối cùng đó. Phòng này thì cũng có nhà vệ sinh luôn. Quý anh chị về muốn ngăn vách lại ở phía trong phòng tắm thì bên Hương vẫn có đội phi công hỗ trợ quý anh chị ha. Và ra cái phòng lớn, phòng này mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ. Hồi nãy là cái phòng cái bên kia hoặc sảnh trời là mình làm phòng thờ rồi, Hương xóa đi ha. Phòng này thì mình có thể làm phòng ngủ luôn anh chị. Và ra đây thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái ban công rộng dài xuyên suốt mà gạch ốp lát cũng dễ thương nè. Ở đây mình đổ xuyên suốt qua luôn, rất là mát mẻ anh chị ha. Một cái kiểu rất là tây, rất là sang nữa. Đó, quá trời đẹp rồi, quý anh chị ơi, di chuyển cùng Hương tiến về khu vực nhà dưới một tí ha. Hương sẽ trao đổi lại một lần nữa thông tin về ngôi nhà. Nếu như mà mình cảm thấy ngôi nhà này dễ thương, hợp, phú duyên thì liên hệ trực tiếp với Hương với số điện thoại 0787018968. Hương sẽ gửi sổ sách thông tin cụ thể và vị trí qua cho quý anh chị mình tham khảo trước, di chuyển cùng em. Và nãy giờ thì em Hương cũng đã quay hết cái ngôi nhà, ngóc ngách ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Quý anh chị mình cảm thấy ngôi nhà này được bao nhiêu điểm ạ? Còn đối với Hương sẽ chấm ngôi nhà này 10 điểm không nhân anh chị ha. Giá thì cũng tuyệt vời nữa, Hương thích nhất là cái vị trí địa thế và cách thiết kế của anh chủ đầu tư bên đây. Anh thiết kế một ngôi nhà rất là sang và quý phái luôn và đã hoàn công pháp lý rõ ràng minh bạch cho quý anh chị mình nữa. Nhà thì cừ đà riêng luôn, tường thì cũng là tường viên mà nằm trên một cái con đường rộng tầm khoảng là 4 mét, xe hơi xe tải thoải mái, đường thông hai hướng. Bên trong thì chủ nhà sẽ tặng toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị mình, giá tổng sẽ không phát sinh mà bà còn được thương lượng nhẹ cho gia đình mình nữa nha. Và xem đây rồi, quý anh chị ơi nhớ đăng ký kênh cho Hương để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày. Quý anh chị muốn đi xem mẫu nhà này thì em Hương ú hẹn quý anh chị mình là ngay khu công nghiệp Cầu Tràm hoặc là ngay chợ Trung Thành, đến hai địa điểm đó Hương sẽ ra hướng dẫn và đón quý anh chị mình vào bên trong ngôi nhà. Và người dẫn quý anh chị mình đi xem ngôi nhà này không ai khác ngoài em Hương nè, thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hương. Hương là người trực tiếp dẫn quý anh chị mình đi xem nhà bên Hương luôn. Và giờ thì em Hương ú xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý bên kênh Nhà Xịn Bình Chánh nè. Nhớ đăng ký kênh cho Hương nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn.